chủ động cái lực chân mà không tới tóc, nắm dứt khoát, gấp dứt khoát, đúng, rất tốt. Có chủ chân xoay đạp, đúng rồi, thực hiện kỹ thuật. Mình tấn công trúng trái bóng là mình phải dừng lại để mình chuẩn bị tấn công tiếp. Chứ mình không có tấn công xong cái mình buông ra hết vậy, ngang lòng bàn tay vào. Đạp, bóp ngang, đúng. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong, got a chemical in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me. Đạp, đúng rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long Club. Là tôi, là Tý Long, huấn luyện viên kiện tướng quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Phan Văn Thịnh, năm nay 54 tuổi. Tôi đến từ câu lạc bộ bóng bàn Việt Nam Berlin, ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Hôm nay nhân dịp về chơi Tết thăm quê hương, tôi rất hân hạnh được đến câu lạc bộ của thầy Tý Long và được thầy rất là tận tâm. Nhưng phương pháp rất là xuất sắc nhưng lại rất đơn giản. Thế nên qua một lúc huấn luyện tôi cảm thấy tôi đã tiến bộ được rất là nhiều. Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy Tý Long và hy vọng nếu các bạn có duyên có thể về tập. Tại vì tôi cảm thấy phương pháp đơn giản, dễ hiểu và chắc là nâng được vài bóng. Dạ dạ. Dạ. Dạ xin chân thành cảm ơn anh Thịnh đã tin tưởng và lặn lội đường xa xa xôi đến Tý Long Club tập luyện. Và xin chúc cho anh là nhiều sức khỏe và ngày càng gặt hái được là nhiều chiến thắng hơn trong tương lai. Và xin mời các bác cô chú cùng nhau xem buổi tập luyện của chúng tôi hôm nay như thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ tập kỹ thuật giật thuận tay, trong bóng gò cắt xoay xuống. Dạ anh thực hiện kỹ thuật. Nên cái đó chính là vấn đề ở cái thao tác kỹ thuật giật của anh. Thì em thấy anh cũng có cảm giác anh tạo xoáy, bóng nó cũng tương đối vào bàn an toàn. Nhưng mà khi anh dùng cái vai nhiều thì lúc đó là thao tác tay mình dài, thì những cái quả sau em đưa vào thì anh cảm thấy mình khó tấn công tiếp theo. Và thậm chí khi em đưa sang trái thì anh cũng cảm thấy mình xoay chuyển không nhanh. Thì lúc đó mình cần điều chỉnh lại và mình cần tập trung lực vào chân và hông nhiều lên để cho cái tay mình nó gọn lại, để nó có khả năng nó phục hồi về, nhưng mà nó vẫn là lực nó vẫn tốt hơn. Rồi bây giờ anh gò qua giùm em thì em sẽ giật để cho anh coi mẫu. Ví dụ anh gò là hiện tại là anh đang giật vậy, đang tập trung vòng cái tay. Rồi bây giờ em lại giật, em tập trung vào cái lực chân và hông. Đầu tiên là mình đứng lên, anh thấy không? Vào em chỉ cần em bóp, em chỉ cần bóp tay thôi, anh thấy nó đủ nhanh hơn, đúng không? Còn khi mình đã quen. Mình chủ động cái lực chân và hông tới và mình bóp tay, anh thấy bóng nó lao nhanh. Và lúc này mình phát triển cú giật là phát triển tốc độ. Thật sự mình sức mình là cũng tương đối là có giới hạn, nhưng tốc độ là vô hạn. Có mỗi người phát triển một cái tốc độ nó khác nhau. Ví dụ năm nay anh giật được 50 km/h, năm sau nếu anh cố gắng tay anh nhanh hơn, giật bóng nó đi được 60-70 km/h là trái bóng của anh là người ta cũng khó phòng thủ hơn. Đó thì mình phát triển bằng tốc độ. Đó. Thì đầu tiên anh gò thêm lần nữa, mình phải tập trung được cái sức bật từ chân và hông đã. Đầu tiên là mình cho nó lên, cho nó an toàn đã. Rồi anh gò qua. Đó, cho nó lên đã.
thì xác suất nó 90% nó vào bàn đã. Sau khi lên rồi bắt đầu lên tới một tí. Khi mình đầu tiên mình theo phương thẳng đứng 90 độ, sau đó mình có thể 80, 70 độ. Rồi khi quen là 45 độ. Giật theo chiều tới 45 độ như. Rồi. Nhưng mà chủ yếu là anh dùng cái này. Đầu tiên anh phải tập được cái này, đạp chân nè, lắc cái hông nè, đạp chân, lắc cái hông nè, đạp chân, lắc được cái hông nè. Đầu tiên lắc lên, sau đó lắc tới, lắc tới, lắc tới. Khi quen rồi bắt đầu chạm bóng rồi mình mới bóp tay. Đó. Là cái bài tập này mình có thể mình tập tự tập ở nhà. Lắc, tập lắc, đạp lắc. Sau đó quen đạp lắc bóp. Đạp lắc bóp. Ba thao tác. Đạp chân, lắc hông, bóp tay. Bóp tay là cái đi sau cùng. Đúng rồi, đúng, đúng. Và bóp tay là phải dừng lại. Giống như mình đấm vậy đó, mình đấm chúng mình dừng lại. Mình tấn công chúng trái bóng là mình phải dừng lại để mình chuẩn bị tấn công tiếp. Chứ mình không có tấn công xong cái mình buông ra hết giày thì mình không chuẩn bị để mình tấn công tiếp rồi. Đúng. Nên kỹ thuật trong bóng bàn, một kỹ thuật gọi là hoàn hảo á, là anh phải đánh tiếp được cái trái thứ hai. Còn kỹ thuật trong bóng bàn á, mà mình đánh chỉ đánh được một trái thứ hai đánh không được là kỹ thuật đó chưa tốt. Rồi. Phải đánh được trái thứ hai nha. Đạp chân lắc hông, anh nhớ đạp chân lắc hông trước. Đó. Cứ tập là đạp chân lắc hông cái đã. Đó. Giống như cái mục tiêu khi mình đánh, mình đạp cái người mình lao vào cái mục tiêu xong rồi bắt đầu mình mới bóp. Rồi chuẩn bị. Đạp xoay đúng. Bóp. Bóp ngang lòng bàn tay vào. Đạp. Bóp ngang đúng. Đạp. Bóp ngang vào. Khi đạp xong anh phải phục hồi về nhanh. Anh đừng để em đánh trúng tay anh. Nhanh. Và phục hồi bằng cách là phục hồi cái hông chứ không cố rút tay. Trúng. Nhanh lên. Đúng. Rồi bây giờ thao tác giật của anh. Anh giật xong anh phải có chịu phục hồi. Chứ mình không có dùng hết ở cái chiều tới. Phục hồi. Đúng rồi. Nhớ dừng phục hồi. Phục hồi. Đúng. Phục hồi. Bóp dừng. Dừng, dừng, dừng. Giữ cù chỏ lại. Đừng đừng có nhấc cù chỏ lên. Phục hồi. Đúng. Phục hồi. Phục hồi. Tấp. Dừng. Rồi bây giờ em gò hai trái nhanh liên tục để cho anh giữ tay lại nha. Đúng rồi, đó phải giữ tay được. Đúng. Đúng. Giữ tay phục hồi, phục hồi. Đó, nắm thả, nắm thả. Nắm thả, nắm thả, đúng rồi. Rồi bây giờ anh để tay gần bàn. Để xuống, xuống dưới mặt bàn, đúng. Ngang ra. Nhìn, 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 nhìn. Đó. Đó, thao tác tay mình phải gọn như vậy á. Chủ yếu là cái lực từ chân và hông, tay dùng ít thôi. Dùng gọn tay nên thành ra thiếu chân và hông. Đó, phụ thêm. Phụ thêm, đó. Đó. Anh có thêm chân mà hông, cái trái bóng nó phóng lên. Nên khi mình quen rồi mình không cần đứng nhiều. Mình mới tập thì mình đứng rõ ràng cho nó cao. Khi quen rồi mình chỉ cần mình nhấp nó vừa đủ cho nó qua lưới thôi. Còn lại là cái tay anh bóp để anh tăng ma sát. Anh phải bóp. Anh thiếu bóp thì tay anh nó sẽ thiếu xoáy mà thiếu lực. Gọn tay thôi. Tay dừng lại. Đúng. Rồi, rồi anh làm thao tác không bóng đi. Làm. Dừng. Dừng. Làm thao tác dừng. Đó. Đó, phải giữ này lại để cái tay mình mới lăn được. Mới lăn cẳng tay. Đó, thả, lăn, thả, lăn. Đó. Bóp. Anh cảm giác giống như hất lúc nãy á. Bóp dừng. Bóp. Đó. Bóp, đúng. Bóp, đó. Bóp. Sau khi nắm được kỹ thuật, bây giờ mình bắt đầu cố gắng.
mình tập trung, mình nhắm vào cái mục tiêu. Anh nhớ là chờ bóng dứt khoát, bóp nhanh dứt khoát. Và khi có mục tiêu là mình phải có cái điểm dừng và điều chỉnh cái lực bóp tay. Nắm dứt khoát, gấp dứt khoát. Đúng, rất tốt. Tốt, xuống chân xoay, đạp, đúng rồi.